Người già Tây Ban Nha xuống đường phản đối bị mất tiền tiết kiệm, tin từ Madrid. Người tiết kiệm lớn tuổi Tây Ban Nha tập trung bên ngoài thị trường chứng khoán Madrid, đòi ngân hàng Bankia trả lại tiền để dành của họ. Theo điều kiện cứu nguy của Liên Âu, ngân hàng nhận tiền cứu nguy phải chuyển nợ thành cổ phiếu. Những người giữ cổ phiếu thấy rằng số tiền của họ đã bị mất 38%. Bà Olumi Nada Alcade nói bà ta và chồng muốn đòi lại công lý. Tây Ban Nha không có tình trạng ăn trộm này nếu không có bà Merkel làm thủ tướng Đức. Ông Francisco, 80 tuổi và vợ Julia, 78 tuổi nói rằng họ hoàn toàn không hay biết là số tiền tiết kiệm của họ bị mất. Tin tưởng ngân hàng chuyển tiền qua một chuyên mục có nhiều tiền lợi hơn. Hiện giờ ông ta không biết phải làm gì với bọn ăn trộm. Để tránh các hậu quả chính trị, chính phủ Thủ tướng Mariano Rajoy đã thiết lập một chương trình bồi thường, nhưng các nhà chính trị và dân chúng không tin tưởng chương trình này. Người tiết kiệm cảm thấy khó lấy lại số tiền bị mất. Khách hàng của Bankia đã nộp đơn kiện ngân hàng. Theo một kết quả thăm dò của cơ quan Edelman, người Tây Ban Nha là người không hài lòng với hệ thống ngân hàng nhiều nhất trên thế giới, vượt qua người Ái Nhĩ Lan, Anh Quốc và Ý, là những nước gặp nhiều tai tiếng ngân hàng trong các năm gần đây.